Em khách gửi mẫu này và hỏi là cái hũ Class Chrome của mình bán có làm ra bóng được như vậy hay không? Thì bây giờ mình sẽ làm thử nha. Sau khi đã có cái màu nền rồi, hơ khô rồi, thì để đánh được chrome bóng đẹp thì các anh chị có thể xài chrome base, nhưng mà mình không xài chrome base, mình xài chai top coat không chùi của mình. Chai top coat này của mình là gel top coat soak off non wipe. Nó không phải là một chai đặc biệt dành cho chrome, nó là chai gel top coat mà mình xài cho everything và mình có thể đánh chrome được. Sau khi mình bỏ lên, mình hơ đèn 30 giây và đem ra, thì với những cái móng dài thì mình nhớ check xem ở bên hông, nhớ là thử trên mặt móng để xem bên hông nó khô chưa. Nhiều khi tay khách người ta để nghiêng qua nghiêng lại thì bên những cái cạnh móng dài nó sẽ còn ẩm, nó không có khô, nó phải hoàn toàn khô thì mình đánh chrome lên nó mới không bị bết rít. Sau khi đánh xong lần đầu thì mình thấy cái màu nó còn bạc bạc nè, nó chưa có trong đúng như ý mình muốn đúng không, thì mình dùng cái cây mút sạch không bị dính pigment, không bị dính chrome, cây sạch mình đánh bóng lại cái mặt móng cho nó bay đi cái lớp mờ mờ bạc bạc kia, thì lúc này cái chrome của mình nó mới hoàn toàn clear và cái màu nền bên dưới nó mới show ra rõ ràng như là những cái hình ảnh mình thấy người ta làm ở trên mạng. Mùa này thì tông màu nâu đang rất là phổ biến, mọi người có thể áp dụng thử.